Những lưu ý chọn đôi lớp cho phái nữ. Theo xu hướng hiện nay, ngành thời trang đang rất được quan tâm và phát triển mạnh. Kèm theo đó là những vấn đề cần lưu ý khi chọn trang phục cho mình mà không phải ai cũng biết. Hôm nay, thời trang 12 giờ mách bạn những lưu ý nhỏ khi chọn đôi lớp cho phái nữ nhé. Lưu ý được ưu tiên hàng đầu là nên chọn những bộ đôi lớp làm từ chất liệu mềm mại, thấm mát, có độ ôm vừa vặn với cơ thể, không phải quá chặt hay quá lỏng, sẽ làm mất đi nét đẹp và gây khó chịu cho người mặc. Thay đổi chúng thường xuyên cũng là một lưu ý cần nhớ trong việc chọn đồ lót. Bạn không nên mặc thường xuyên một bộ đồ lót mà không thay đổi, như vậy sẽ làm nó nhanh giảm và không kịp đàn hồi, cũng như không nên mặc một chiếc áo lót quá một ngày. Đối với những thiết kế như quần lót khe, miếng dán ngực, bạn không nên quá lạm dụng, vì vi khuẩn có thể nhanh chóng thuận lợi vào khu vực cấm mềm mại của cơ thể, dễ gây ra những bệnh về da và bệnh viêm nhiễm. Đều đặn sau 6 tháng hay tối đa là 1 năm, bạn nên thay đổi tủ đồ lót của mình, loại bỏ những đồ lót cũ và hư hỏng để thay mới bạn nhé. Bạn nên chọn một thương hiệu uy tín, an toàn để sử dụng, như vậy giảm đi được phần nào nguy cơ và thời gian lựa chọn mỗi lần. Và trên đây là những lưu ý giúp bạn nữ chọn đôi lót. Và hãy tham khảo một số mẫu áo đẹp tại website thoitrang12h.com.